Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 7 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho các em ở cái đề kết nối tri thức, cái đề thi giữa kỳ. Phải nào? Ở tiết 1 thì thầy đã quay xong cho em tới phần tự luận của bài số 1, bài số 2 rồi. Trong clip hôm nay thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 3, số 4 và số 5 nha. Chúng ta sẽ bắt đầu đi sang bài số 3 ngay. Ta sang bài số 3 nha. Cho hai cái đa thức. Câu A, ở đây là người ta yêu cầu các em tính bx sẽ bằng ax cộng b bx, thì chúng ta lấy này cộng này thôi. Như vậy chúng ta lấy viết đầu tiên bỏ trong hai dấu ngoặc. Cái dạng này thì cộng trừ đa thức một biến thì chúng ta đã biết rồi. Rất là dễ. Những anh nào đồng dạng thì chúng ta sẽ nhóm vào một nhóm thôi nè. Bây giờ chúng ta bỏ ngoặc ra. Tại vì khi dấu cộng, cái dấu cộng đứng đằng trước, cái dấu cộng đứng đằng trước các dấu ngoặc này thì chúng ta bỏ ngoặc ra và chúng ta có đổi dấu không? Chúng nhớ là chúng ta không không đổi dấu. Các em hiểu nè. Như vậy chúng ta bỏ ngoặc ra 2x bình phương trừ x mũ 3 cộng x trừ 5 cộng x mũ 3 trừ 2x bình phương cộng 3x trừ 1. Đúng chưa? Như vậy bx bây giờ chúng ta sẽ nhóm này. Như vậy thì chúng ta sẽ có thằng này với thằng này một nhóm. Chúng ta biết rằng nó bằng không rồi, nhưng mà chúng ta cũng phải nhóm để chúng ta thể hiện cho giáo viên thấy là chúng ta biết nhóm ở phần này ha. Bây giờ x với x ha. Số hàng tự do. Như vậy bx của chúng ta sẽ bằng, như vậy thằng này bằng không, thằng này bằng không. 1x cộng 3x, 1x cộng 3x thì bằng 4x, trừ 5 trừ 1 là trừ 6. Câu B, tìm nghiệm của đa thức bx. Các em nhớ là để một cái để mà đa thức, các em ghi thầy câu là để đa thức, đa thức bx có nghiệm thì cái bx này là bằng mấy? Bằng 0. Bx này bằng 0 thì từ đây chúng ta có là 4x trừ 6 sẽ bằng mấy? Bằng 0. Như vậy 4x sẽ bằng là 6. Như vậy x này sẽ bằng 6 phần, phần 4 là bằng 3 phần 2. Ta kết luận ở đây là vậy, x bằng 3 phần 2 thì bx có nghiệm. Vậy thôi, xong. Hiểu chưa? Đó. Như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu đi sang ở cái bài số 4 em nha. Đầu đi sang ở bài số 4. Được chưa? Rồi chúng ta đi sang bài số 4 nha. Bài số 4. Đây là một bài hình ha. Bài số 4 này. Cho tam giác ABC cong tại A. Khi mà người ta nói tam giác ABC cong tại A nghĩa là gì? Nghĩa là hai góc ở đấy bằng nhau, nghĩa là góc B bằng góc C, và hai cạnh bên bằng nhau, nghĩa là cạnh AB sẽ bằng cạnh AC. Đường trung tuyến BD và CE. Đường trung tuyến là đường đi qua trung điểm của đoạn thẳng của cạnh đối diện. BD nghĩa là D sẽ là trung điểm này, E sẽ là trung điểm này, cắt nhau tại G, chứng tỏ G này sẽ là trọng tâm này. Các em hiểu không nào? G sẽ là trọng tâm. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vẽ cái tam giác ABC ra, cong tại A ra chẳng hay. Hiểu chưa? Nên là cái phần tam giác này khá là quan trọng em. Lên chương trình lớp 8 nó chúng ta sẽ học toàn bộ là về tam giác, nên chúng ta phải hết sức là lưu ý. ABC cong tại A, BD đường trung tuyến BD thì chứng tỏ D này sẽ là trung điểm của cạnh AC. Hiểu không? CE thì E sẽ là trung điểm của cạnh AB. Trong khi đó AB thì bằng AC, tại vì tam giác ABC cong tại A thì chứng tỏ bốn cái đoạn này này sẽ bằng nhau từng đôi một anh em. Hiểu chưa? Đó. Cắt nhau G, G này chắc chắn sẽ là trọng tâm này. Người ta yêu cầu các em chứng minh DGE cong. DGE cong.
Như vậy thì để chứng minh nó là tam giác cân ấy, thì thông thường chúng ta sẽ nghĩ ngay tới cái việc là một là chứng minh hai cạnh bên nó bằng nhau, hai là chúng ta chứng minh hai góc ở đáy của nó bằng nhau. Như vậy thì đối với cái bài này á, thì em thấy này, thì hồi nãy thầy nói rồi, tam giác ABC cân tại A thì chứng tỏ AB sẽ bằng AC đúng không? E là trung điểm thì AE sẽ bằng BE, sẽ bằng AB chia 2. DA sẽ bằng với DC sẽ bằng AC này chia 2, thì chứng tỏ mà AB bằng AC thì chứng tỏ bốn cái đoạn này này, EA bằng EB bằng DA và bằng DC luôn. Có phải không? Em hiểu không nào? Như vậy thì đầu tiên thầy chứng minh bốn cái đoạn này bằng nhau trước nha. Vì cái tam giác ABC cân tại A, nên từ đây không phải chúng ta suy ra AB sẽ bằng AC, ta ký hiệu đây là 1. Vì BD và CE là đường trung tuyến, đường trung tuyến ta có cái gì các em? Nó là đường trung tuyến thì chúng ta có này, nó đã đường trung tuyến thì E này sẽ là trung điểm và D này trung điểm, thì chúng ta có EA sẽ bằng EB và sẽ bằng 1 phần 2 AB, có đúng không? Tương tự như vậy, D này cũng sẽ là trung điểm, thì chứng tỏ DA sẽ bằng DC và bằng 1 phần 2 AC, ta ký hiệu đây là 2. Được chưa? Cái phần này chúng ta hiểu chứ phải không? Như vậy từ 1 và 2, từ 1 và 2 có phải chúng ta suy ra hai thằng này bằng nhau, hai này bằng nhau, 1 phần 2, 1 phần 2 bằng nhau, thì bốn thằng này bằng nhau tương ứng này. Hiểu chưa? Hiểu không? Như vậy chúng ta suy ra là EA sẽ bằng EB sẽ bằng DA và sẽ bằng DC. Rồi, sau khi chúng ta chứng minh bốn thằng này bằng nhau rồi, chúng ta sẽ xét tam giác em. Mục đích ở đây á, mục đích cuối cùng ở đây của thầy á, là chúng ta sẽ chứng minh giùm thầy hai cái vị trí góc này này. Nha, cuối cùng thầy chứng minh hai vị trí góc này bằng nhau để nó cân tại G em nha, để chúng ta theo dõi. Như vậy sau khi chúng ta chứng minh xong, chúng ta xét cái tam giác này em này, đó chính là cái tam giác BEC, thấy không? Thấy BEC không? Quý lại là CD DB đúng không? BEC và CDB. Mục đích để xét tam giác này, chúng ta chứng minh BD sẽ bằng CE cho thầy này. Tại sao hai này bằng nhau? Tại vì thằng này á, thằng này sẽ bằng thằng này. Góc B này sẽ bằng góc C. Đấy, góc B sẽ bằng góc C và BC là cạnh chung, nên từ đó tam giác BEC sẽ bằng CDB. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh, nên từ đó chúng ta suy ra là BD sẽ bằng với CE. Được chưa nào? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ xét xét cái tam giác BEC và tam giác CDE. CDB chứ, thầy nói CDB, BEC và CDB có gì em? Chúng ta có BE thì bằng DC, chứng minh trên, đúng không? Em hiểu không? Rồi như nữa nè, có BC là cạnh chung và chúng ta có góc B sẽ bằng góc C, vì cái tam giác ABC cân tại A. Cân tại A thì nó không có điều đó được. Do đó từ đây chúng ta sẽ có tam giác BEC sẽ bằng với tam giác CDB theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Mục đích ta chứng minh hai tam giác này bằng nhau để ta suy ra được cái gì em? Ta suy ra là BD sẽ bằng với CE, hai cạnh tương ứng. Và đồng thời chúng ta cũng suy ra cái góc ECB sẽ bằng góc DBC, hai góc tương ứng từ hai tam giác đó, bằng nhau á. Được chưa? Các em hiểu không? Chúng ta cũng suy ra hai góc này bằng nhau. Góc này này sẽ bằng góc này. Hiểu chưa nào? Hiểu chưa? Tiếp tục. Cái bài này khá là khó và dài chứ không phải vậy. Đơn giản thôi em nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xét cái tam giác
BGC chúng ta có như này. Bạn nào biết nào? Cái tam giác BGC, các em thấy không? Thấy tam giác BGC không? BGC này chúng ta có gì? Có cái góc này sẽ bằng góc này, thì chứng tỏ tam giác BGC là tam giác gì? Tam giác cong. Tại đâu? Tại G. Cái hiểu không? Nên từ đó chúng ta suy ra GB sẽ bằng với GC. GB sẽ bằng GC, mà hồi nãy chúng ta đã chứng minh BD sẽ bằng với CE, nên chắc chắn GD sẽ bằng với GE, nghĩa là chúng ta sẽ chứng minh hai cạnh này bằng nhau. Mà hai cạnh này bằng nhau nên tam giác GED sẽ cong tại G. Xong. Các em hiểu không nào? Bây giờ chúng ta sẽ xét tam giác có hai góc này bằng nhau này. Góc ICB sẽ bằng góc DBC. Nên từ đây chúng ta suy ra cái tam giác BGC cong tại đâu? Cong tại G. Khi nó cong tại G thì từ đây chúng ta sẽ suy ra hai cái cạnh đó chính là GB sẽ bằng GC. Theo tính chất của tam giác cong. Được không nào? Mà hồi nãy chúng ta đã chứng minh là BD sẽ bằng CE rồi, mà ở đây là BG sẽ bằng CG, nên từ đó chúng ta suy ra GD sẽ bằng GE. Em hiểu không? Hiểu không? Hiểu nha. Chúng ta có là gì nè? BD thì bằng BG cộng GD, CE thì bằng CG cộng GE. Được không nào? Nên từ ở đây chúng ta có thể ký hiệu đây là máy này. Hồi nãy đây BE bằng DC. Đây. BD đâu? B chỗ BD. Đây. Chúng ta ký hiệu đây là 3 này. Ở đây là 4 này và đây là 5 này. Từ 3 4 5 này. Từ 3 này, 4 này, 5 này thì các em sẽ suy ra mục đích cuối cùng, ta suy ra là GE sẽ bằng GD. Từ đây chúng ta suy ra cái tam giác ta cần chứng minh là GDE cong tại G, điều phải chứng minh xong. Hiểu chưa? Cong tại G. Chúng ta sẽ đi sang câu B. Câu B ở đây người ta yêu cầu các em chứng minh BD. BD cộng CE bằng lớn hơn 3 phần 2 BC. Lớn hơn 3 phần 2 BC các em. Thì bây giờ chúng ta cũng xét cái tam giác BGC. Thấy tam giác BGC không? Nhưng mà cái tam giác BGC bây giờ chúng ta sẽ sử dụng bất định thức trong tam giác. Nhớ tổng cạnh hai cái cạnh BG cộng CG thì luôn luôn lớn hơn cạnh thứ ba là cạnh BC. Đúng không? Mà bây giờ ấy, hai cái đường trung tuyến này CE và gì? Và BD. Thì theo tính chất đường trung tuyến á, từ đỉnh cho tới trọng tâm thì mấy phần? 2 phần. Nghĩa là BG sẽ bằng 2 phần 3 BD, CG sẽ bằng 2 phần 3 CE. Chúng ta thế vào là xong. Em hiểu chưa nào? Rồi ok, bây giờ chúng ta xét cái tam giác BGC có phải tổng hai cạnh BG cộng cho CG sẽ lớn hơn BC không? Cái này là bất đẳng thức tam giác. Ta ký hiệu này đây là 6. Được không? 6. Mà BD á, có thể nói BG. BG có phải bằng 2 phần 3 của BD. Đúng không? Đường trung tuyến, theo tính chất của đường trung tuyến CG sẽ bằng 2 phần 3 CE. Theo tính chất đường trung tuyến, ta ký hiệu đây là 7. Hiểu chưa? Thì bây giờ chúng ta thế vô. Ta thế vô là ra. Em hiểu không? Hiểu chưa? Bây giờ chúng ta thế 6 vào 7. Thế 7 vào 6 chứ. Thế 7 vào 6 ta được BG. Bây giờ thì thế bởi là 2 phần 3 BD cộng 2 phần 3 CE
Xì lớn ngon BC. Chờ thầy lấy tờ giấy. Đã hết giấy. Tới đây thì coi như ra đó. Ra chưa? Tới đấy ra chứ nó. Ta đặt 2 phần 3 ra chung. Bên trong còn lại là BD cộng CE. Xì lớn hơn BC. Từ đây chúng ta suy ra BD cộng CE xì lớn hơn kem lấy BC chia cho 2 phần 3. Mà chia thì chúng ta nhân nghịch đảo. Từ đây chúng ta suy ra BD cộng CE xì lớn hơn chia nhân nghịch đảo trở thành là 3 phần phần 2 BC. Điều phải chứng minh xong. Chia trở thành nhân nghịch đảo, 2 phần 3 trở thành là 3 phần 2 nha. Bài này khá khó nha. Khó ở câu A ấy. Câu A thấy vậy chứ mà khó đó nha. Chứ không phải đơn giản đâu. Chứ không phải ai cũng làm ra được cái bài đâu các em nha. Bài này khó đó. Tại vì chứng minh qua từ 2-3 lượt thì mình nó mới ra được. Đây em khá là dài. Câu B cũng tương đối chứ cũng không khó lắm, tại vì cái này chúng ta áp dụng cái tính chất của đường trung tuyến là ra. Nhưng mà bài hình ít khi mà chúng ta hình dung, nhưng mà cơ bản chúng ta phải nắm được cái tính chất của nó. Rồi ta đi sang bài cuối cùng là bài số 5 em nha. Rồi ta đi sang bài số 5 nha. Bài số 5 ở đây người ta yêu cầu gì đây? Cho ở đây, xuất phát từ cái chỗ này các em. B, C, ở đây A. Chứng minh rằng từ cái này người ta chứng minh qua cái này thì chứng tỏ người ta phải xuất phát từ cái này. Các em hiểu nè. Thì bây giờ này, để chứng minh ấy thì nó có phương pháp các em. Trong những cái bài này là thuộc bài về nâng cao rồi. Thì bây giờ người ta thấy này, ở dưới mẫu em thấy không? Bây giờ các em sẽ cho từng cặp bằng nhau trước. Lát này bằng cái này. Nhưng mà ta có này, ta có BZ trừ CI trên A sẽ bằng CX trừ AZ trên B, đúng không? Chúng ta sẽ tắt ra, được không? Ta tắt ra. Như vậy thì ở đây này, ta có này. Từ từ. Theo thầy thì chúng ta chưa tắt, mà chúng ta sẽ nhân. Nhân A vô. Nhân A vô, ở đây nhân A, đây nhân B và đây nhân C cho thầy. Ở đây em nhân A trên tử này. Ở đây người ta lấy A. Ở trên nhân A thì dưới nhân A. Thì nó, ở đây nó sẽ ra được là, bỏ này đi, bỏ này đi, nó ra được là ABZ trừ ACI trên A bình phương. Tương tự như vậy ở đây. Các em thấy mẫu này. Tại sao đây nhân A, ở đây có mẫu là A này. Thầy nhân tử cho A, mẫu A. Ở đây B thì thầy nhân cả tử và mẫu cho B nha. B ở đây nhân cho B. Như vậy đây nó ra được là B BCX trừ ABZ trên B bình phương. Tương tự như vậy đây C thì thầy sẽ nhân C. Cả tử và mẫu thầy đều nhân C hết. Như vậy đây ra là ACI trừ BCX trên C bình phương. Được chưa? Bước đầu tiên á. Ok. Mà ở đây chúng ta có ba thằng này bằng nhau, đúng không? Ba thằng này bằng nhau thì chứng tỏ ba thằng này cũng sẽ bằng nhau. Mà BZ trừ CI, chúng ta ghi lại ba này bằng nhau, sẽ bằng là CX trừ AZ trên B bằng AI trừ BX trên C. Nên từ đây chúng ta suy ra ba thằng này sẽ tương ứng bằng nhau. Em hiểu không? Đúng không? Từ đây chúng ta suy ra là ABZ trừ ACI trên A bình phương. Thằng này bằng thằng này và bằng thằng này. BCX trừ ABZ trên B bình phương. Và ở đây sẽ bằng là ACI trừ BCX trên B bình phương. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất của dãy tỉ số bằng nhau là ra.
thì đây nó sẽ bằng. Em hiểu không? Thì bây giờ người ta lấy bang này cộng lại, cái lái này cộng này, lái bang này cộng lại sẽ bằng là ABZ trừ ACI cộng BCX trừ ABZ, đúng không? Cộng ACI trừ BCX, trên đây A bình cộng B bình cộng C bình. Thì bản thân thằng này trừ này hết, thằng này hết, thằng này chứng tỏ đây chỉ trên tử sẽ bằng 0. A bình cộng B bình cộng C bình, cái này bằng 0, đúng không? Khi nó đã bằng 0 thì chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ các cái tử này nó sẽ bằng 0. Nên từ đây chúng ta suy ra, chúng ta có BZ trừ CI trên A, cái này sẽ bằng 0. Nên từ đây chúng ta suy ra BZ trừ CI sẽ bằng 0, tại vì A nhân 0 sẽ bằng 0. Nên từ đây chúng ta suy ra là BZ bằng CI, đúng không? BZ bằng CI. Nên từ đây chúng ta suy ra là B gì? BI sẽ bằng CZ. BI sẽ bằng C trên Z. Đó. Ok. Rồi chúng ta cũng suy ra cái gì? Suy ra cái này bằng 0 luôn. A gì đây? AI trừ BX trên C bằng 0, nên từ đây chúng ta suy ra AI sẽ bằng BX. Nên từ đây chúng ta suy ra là gì em? B trên Y sẽ bằng là A trên X. Ta ký hiệu đây là 1 và đây là 2. Từ 1 và 2 chúng ta suy ra AX sẽ bằng BY và sẽ bằng CZ. Điều phải chứng minh xong. Các bạn không? BY bằng CZ mà BY bằng AX, nên từ đây chúng ta suy ra ba này bằng nhau. Đấy, phương pháp này là như vậy. Bước đầu tiên ta sẽ nhân lấy tử ấy, nhân A bình các kiểu vô nha. Ok, được chưa nào? Thì cái câu này chúng ta sẽ làm như thế nha. Như vậy nếu mà gặp câu này thì chúng ta sẽ chứng minh như vậy thôi. Các bước là thầy đã trình bày một cách chi tiết rồi. Chúng ta có thể bấm dừng video lại để các em chép. Như vậy thì trong clip hôm nay tới đây là kết thúc em. Trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho em một cái đề thi học kỳ 2 nữa là ok. Bye bye các em nha. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh của thầy Quang với thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Ok. Hòa đang đẹp em. Đẹp luôn.